Rồi, xin chào mọi người đã quay trở lại với kênh của em. Mọi người mua hàng liên hệ số điện thoại trên màn hình ha. Là thông tin liên hệ của em. Số điện thoại là 0348 1083 ha. Mọi người nhắn tin, chốt hàng hoặc là gọi điện. Rồi, có lúc em bận thì mọi người để lại tin nhắn nha. Rồi, khách mới mua hàng lần đầu bên em thì vui lòng chuyển khoản, em sẽ gửi hàng ha. Rồi, mua hàng quen rồi thì mình em ship COD luôn, ship COD gửi gửi trong ngày ha, hoặc là chậm nhất là qua ngày sau em gửi. Rồi, hoặc là mọi người có thể chuyển khoản thì thông báo em trước ha. Báo là sẽ chuyển khoản rồi em gửi. Rồi, video hôm nay mã 256 ha. Mọi người chưa đăng ký kênh bấm vô đăng ký ha. Rồi bấm vô cái chuông, biểu tượng cái chuông á trên cái điện thoại mình đó. Đăng ký bấm cái chuông để nhận được cái thông báo mới về cái video em đăng lên ha. Rồi nay em có về nè, kéo các cành nè ha, kéo các cành bẻ hôm lấy cưa nè. Rồi với mấy cái này, mấy cái quạt này có mấy cái nó chết, con cái sống mọi người thanh lý luôn ha. Với dây xích, dây xích bự ghê luôn. Rồi, dây cáp nữa nè, em thanh lý mấy dây cáp dây xích này ha. Rồi nay có cái hùng đựng đồ của USA rất là đẹp luôn nha, cái hùng của Mỹ nè, đồng Mỹ đó nè, với cây Bridget uống ống mà Mỹ luôn, với cây của Swiss Made của thụy sĩ nè, cây cắt cắt kẽm, cắt dây cáp, rồi với linh tinh mũi khoan này kia ha. Rồi đem giới thiệu chi tiết từng cái đồ cho mọi người ha. Nay có về cái máy massage mắt nữa nha mọi người. Đây, máy massage mắt nè. Rồi chứ lại cái rộng kính titanium Nhật ha. Rồi đầu tiên chứ lại mấy cái quạt đây. Này ha. Quạt này á làm về 4 cái ha, lô 4 cái mà nó ba cái này cắm thêm ru nè ha. Bán sát. Đây từng cái này thì, nó có ghi nè, có thông số trên màn hình nha mọi người, hiểu luôn nè. Cái này cái motor nó như cây quạt, như cây quạt máy mình vậy, nó có nguyên cái loại sắt này nè ha. Mà cắm điện nó im ru nha mọi người, nè dây điện nè. Rồi con này con này là điện 220 luôn nè mọi người, con này sản xuất China mà điện 220 mà nó cắm cũng im ru luôn ha, chết rồi. Rồi cái con này mất cái tem nha mọi người, con này bự ghê luôn, con quạt này bự nè, mất tem nha, mất tem không biết điện nó nhiêu volt. Cái này em cắm 12 rồi nó không có chạy, im ru ha, thôi cho nó chết luôn rồi, cắm 12 nó im ru. Con này xài cái con ốc bông luôn nè, giống như hàng này của châu Âu nè, thường châu Âu nó mới xài ốc này, Nhật nó ít xài con ốc bông ha. Ốc bông giống như trên mấy cái xe ô tô, xe mô tô đồ của Đức, của châu Âu á, xài ốc bông đó không á. Rồi duy nhất của con này nó sống à, rồi ba chết thôi, với con sống nè. Đây con này thông số nó nè, điện 220V luôn nha. Đây điện nó giải từ 200 đến 240V đó, xài điện nhà mình bình thường. Made in Japan sản xuất ha. Rồi con này giá trị đó, Made in Japan. Đây nó là ba cánh nha, là vỏ bằng nhôm, cánh nhựa. Cái này nó dính, không biết nó dính cái gì, giống như mấy cái bột chất tượng mọi người. Giờ rửa nó ra ha, nè cào cào cái nó cũng ra nè, nó rửa nó ra chạy rất êm, thử điện luôn nha. Đây, ngoại hình nó thì bụi hơi xấu xí, bụi này kia mọi người rửa ha, rửa bên trong nè ha. Đây rắc dây điện đó nè, rồi thử điện 220V ha, nó chạy 220. Nhật sản xuất, rất là ít gặp nha mọi người, xài 220 mà Nhật sản xuất.
Thật ra nó vẫn có, mọi người ít thấy là vì nó sản xuất và nó cho mấy cái linh kiện ở trong cái mấy cái máy á, mày rã ra nó mới có, chứ nó không có bán rời ngoài ha. Đó rồi em nha. Rồi cái này em bán ba cái xác với một cái con chạy này, coi như là tiền cái con chạy là chủ yếu nha mọi người ha, là bốn cái luôn nha, bán chung vô nha. Rồi cho đi hết là mã số 1 ha, 400.000. Rồi tiếp theo là dây cáp nha, dây này dây cáp này. Hai cọng cáp với cọng xích đây. À, cáp có cái móc luôn nha mọi người. Cáp này dài 1,5 m nha, 1,5 m, 6 ly đường kính đó, đem đo rồi luôn, 6 ly thấy to vậy. Ờ đúng rồi, 6 ly mọi người, 6 ly dài 1,5 m ha, có cái móc bấm cốt móc móc vô luôn ha. Mọi người về dùng gì thì dùng ha, chế. Rồi cọng cáp này kéo xe nè, hoặc là cẩu hàng nha. Đây mới tinh chưa sử dụng, còn nó còn bôi mỡ bọn đây mọi người. Đây cáp này 9 mm ha, 2 m, nó có ghi trên cái thân cáp luôn nè, 9 mm 2 m. Đây 9 mm 2 m ha, tải từng hơn tấn. Đây phải trực tiếp nó hơi tấn ha. Rồi, xin lỗi em có điện thoại nhưng nghe cái. Rồi đây tải trực tiếp một cộng luôn rồi, trực tiếp nó là 1,2 tấn ha. Đó tải đôi rồi thì 2 tấn mấy, 2,5. Đó là sức tải của nó ha. Rồi dây cáp dài 9 ly dài 2 m ha. Rồi nhưng mà cọng xích này đâu rồi, tay cầm dây xích nè, chung dây này như nó xưa rồi không biết. Đây 10 ly nha mọi người, chung nhìn nó xét xét vậy cho nó còn nguyên ha, nó không có bị còn nguyên ha. Tải tốt cả xích 10 ly ha mọi người, xem thông số hoặc chứ nó không có ghi. Rồi cái này em bán là 3 món mọi người, là 1 cọng cáp, 2 cọng cáp nè, với 1 cọng xích luôn nha. Mã số 2 ha, cáp 400.000, 3 cái. Này bán giá hành lý luôn nè, cáp. Thank you.
tiếp tục là cái bộ bộ massage mắt nha mọi người. Đây là về bộ massage mắt của Panasonic này. Panasonic Nhật. Bộ này mới 97% luôn. Chung nó thiếu cái hộp. Còn rất là đẹp, thiếu hộp. Có xài, xài lướt. Đây chức năng nó là gì? Nó là cái massage mắt nha mọi người. Mọi người nằm xuống và ấp lên mắt ha, nó sẽ xông hơi cho mình ha. Ta gọi là massage, nó xông hơi ra cái hơi nóng và hơi nước. Là vì sao có hơi nước là nó sử dụng cái này nè mọi người, cái gạt này để lấy nước mà nhúng vô nước ha, và gắn chữ vô, gắn chữ vô đây ha. Rất là dễ. Rồi chức năng nó gì? Đây, nút nguồn nữa ha. Đó. Con này có 3 chế độ ha. Nóng ít, nóng vừa, nóng nhiều ha. Đó là chế độ của nó. Rồi. Rất là nhanh luôn rồi. Bật lên và công tắc là mình có thể cảm nhận được cái hơi nóng nó tỏ ra ha. Tỏ ra mắt mình. Rồi. Sạc thì mọi người dùng cái sạc ở đây. Ha. Có adapter. Adapter của hãng Panasonic luôn, xài được điện 220 luôn ha. Đây. Adapter zin luôn, xài điện 220. Đây cắm lên đây nè. Là nó sẽ hiện đèn lên ha. Khi sạc đầy nó sẽ tắt đèn, nó hiện đèn đỏ lên như chỗ này. Đây là cái tem hông số của sản phẩm này nè. Mắt in Japan sản xuất nha. Xài pin, nó có pin trong mà. Pin sạc, xài rất là bền. Rồi mã phẩm là EHSV30. Đó. Cao su này mình có thể gỡ ra, gỡ ra để đi rửa nếu mà mình sử dụng lâu. Để ra và nhét trở lại rất là dễ. Nè, mọi người coi ngoại hình đó nè. Rất đẹp. Rồi em cắm cái sạc cho mọi người thấy nó nhận vô nó sẽ như thế nào ha. Đây. Đó. Mọi người cắm vô nó sẽ thấy nó nhận nó đèn đỏ lên như vậy ha. Là nó đang sạc nha. Và khi nào nó tắt cái đèn đó là nó đầy ha. Khoảng 1 tiếng nha mọi người. Rất là dễ. Rồi cái bộ này là em có bộ cái thân máy nè ha, dưới lại sạc ha. Zin của nó không có hộp. Rồi bộ này là 1.1 triệu nha mọi người, mã số 3 ha. Rồi về lại về tiếp tục hai cái gọng kiếm của Japan ha, titanium. Đây đầu tiên là cái màu đen, màu titan đen. Gọng kiếm chính hãng của Nikon, Nikon thương hiệu của Nhật, chuyên sản xuất mấy cái ống kính máy chụp hình này kia nè. Thông số nó có ghi đầy đủ trên đây nha mọi người, trên cái kính nè. Yeah.
rất là sắc nét, chất lượng rất bền. Titanium thì bền khỏi nói, mà nó lại được cái ưu điểm là nó rất là nhẹ nha mọi người, nè rất là nhẹ nha. Rồi đây là cái thông số của nó ha, 140 ly x 15 ly x 58, cái chồng kính là 58 ha. Đó rồi, đây là cái rộng không nha mọi người, còn cái này là cái miếng để đo chồng thôi, mọi người đi cắt chồng và gắn vô xài. Mình làm kính mát hoặc là kính cận hoặc kính lão ha, đều được. Cái cỡ này nó rất là dễ phù hợp nè, kính mát cũng được, kính cận, kính lão gì cũng được, tùy mọi người cắt cái chồng kính thôi. Rồi con này 1,1 triệu nha, mã số 4 ha. Cái rộng màu đen, mã số 4 1,000.000, ấy xin lỗi là 1,2 triệu nha mọi người. Mã số 4 rộng màu đen. Số 5 rộng là rộng màu vàng nha. Đây, cái màu vàng titan. Màu vàng titan nha. Đây nó nguyên tem mát, bên bển nó bán nó giá mọi người. Xem. Mọi người mà mua trực tiếp bển á, ship về đây á, không bao giờ dưới 4 triệu được. Hàng này là thanh lý nha mọi người. Đây con này khá là đẹp nè. Ở đây cái rộng nó là bên trong là titan, bên ngoài nó bọc, nó bọc full cái cán này lên luôn ha. Con này khá đẹp đó. Đây. Đây, kích thước là 140 15 15 mm là cái khoảng cách giữa hai kính nè, 15 mm ha. Còn chồng kính 58 nè, 58 nè ha, 140 mm nè ha, phỏng đó. Tính kích thước cho mình đó. Con này bên trên nó có, đây mình thấy nó có cái như là bằng đá vậy, không biết bằng đá không bằng nhựa, nhưng mà nó làm một cái màu vàng vàng rất đẹp đây nè. Rồi cũng là rộng kính nha mọi người. Rồi cắt kính theo tùy theo mình, cũng làm kính mát hoặc kính cận hoặc kính nào thì mình cắt vô kính đó ha. Rồi rộng kính titanium mã số 5 ha, 1,2 triệu, màu vàng. Số 4 là màu đen. Rồi nơi về máy cây kéo nè, kéo cắt cành với cây kéo tỉa bự ha, tỉa tàn nhỏ. Rồi cây kéo 6 này 300 ngàn, cắt cành này nó mắc da nha mọi người, mắc cái quai để khóa lại đó. Con này chốt đồng nha mọi người, chốt đồng nên nè, tem mát nè. Hàng cắt cành bên em về là không có mài nha mọi người, là nó đang xài anh bển ha, nó mẻ, nó lục, nó này nó kia, nhưng mà em tỉ những cây nó đủ rơ nó không có nha. Nè mọi người coi cái đủ rơ nó chắc chắn không có, là khi mà mài lại chắc chắn cây kéo nó sẽ ngon à. Còn cái đủ rơ nó có rồi mọi người không có sửa được, khó sửa, không có sửa luôn, mất thời gian. Còn này chỉ cần mài liếc lại là sử dụng ha. Rồi này tình trạng đó nè, đó lưỡi ha. Rồi size 20 mã số 6 nha, 300 ngàn.
Con số 7 này còn cái quai ha. Còn quai và chỉ mài và là sử dụng. Liếc lại xài. Cũng là con tán đồng nha mọi người. Nè, tán đuôi đít nó bằng đồng. Độ gơ là gần như cho phép, nó rất là ít ha. Sử dụng rồi thì nó cũng phải gơ nhưng mà rất là ít mới tiễn ha mọi người. Là giờ chỉ việc gà nó lại là sử dụng ha. Rồi, cái khóa nè. Khóa còn ha. Xài được. Rồi, size nó là 19 ha, size 19. Mã số 7, 350 nha. Rồi, 6, 7, 8. Rồi, mã 8 trước ha. Mã 8 là cây ở đây. Cây này là bấm... mình bấm cái lưỡi cưa, bấm chỉnh cái lưỡi cưa để mà mình mài lại ha. Khi mà lưỡi cưa xài lâu rồi á, mình muốn sửa cái lưỡi cưa phải cần đến cái dụng cụ này nha mọi người. Muốn sửa nó mọi người chỉnh nè, chỉnh theo cái độ mili. Đó, chỉnh theo cái mili trong đây nè ha. Rồi chỉnh xong rồi bóp, đưa lưỡi cưa lên ha. Bóp nó sẽ đẩy cái lưỡi về đúng cái vị trí mình cần, đều bon cái lưỡi cưa hết. Rồi lúc đó mình vuốt lại là xài cái lưỡi cưa ha. Là phải cần đến dụng cụ này, chứ mình không có thể nào lấy cái kềm mà bẻ cái lưỡi cưa nó chính xác đều bon được. Công dụng nó cũng như mình lấy cái kềm mình bẻ cái lưỡi cưa vậy mọi người ha. Nhưng mà cái này nó làm chuyên nghiệp hơn. Bấm vô là xong. Rất là nhanh. Rồi cái này của Stromat ha. Rất là chất lượng. Rồi con này mã số 8 ha. 300 ngàn. Rồi số 9 là cây kéo tỉa nè. Cây kéo tỉa chi găm ha. Dùng làm chậu cảnh bonsai này kia. Đồ rơ không có mọi người. Đồ rơ rất là ít luôn nha. Đồ rơ cho phép. Rồi. Lưỡi mọi người về liếc lại nha. Liếc lại là sử dụng nè. Đó, liếc sơ thôi. Mũi. Mũi ok, không có bị gãy nha. Nè. Mũi nè. Cái kéo này quan trọng mũi nhất. Hả? Nó phải có mũi nhọn mình mới sử dụng nữa ha. Rồi, tinh toán nó dập chữ rất là đẹp luôn. Con này size nó là 20 ha. Mã số 3, số 9, 300 ngàn. Rồi tiếp theo là một con cây hước của Sinqua. Cây hước này cây hước này cũng ít khi về nè mọi người. Nhưng nó rất là xài, nó rất là tiện dụng mà nó cần thiết. Hước Sinqua ha. Làm bằng thép không gỉ, rất là chắc chắn, rất là cứng nha mọi người. Thép bên dưới đế nó rất là dày luôn. Con cây xài cả đời không có bị hư đâu. Rồi nó đo được, nó ke được góc 45 độ và 90 độ ha. Rất là tiện dụng. Trên đây nó còn có mặt kẻ hước cm luôn nè. Rồi. Cây hước Sinqua của Nhật, mã số 10 ha, 300 ngàn. Rồi 11 là một cái bét. Cái bét này không biết gắn đâu nữa mọi người. Chung thấy nó hay hay thì mình lấy về bán có 100 ngàn. Nè. Cái này nó ra 3 lỗ nha, lỗ nhỏ xíu mọi người. Đó, 1 2 3 lỗ ha, 3 hướng. Là hướng 3 lỗ ha. Ở đường này đường vô nè. Gắn vô phun phà phà. Không biết nó phun như thế nào nữa, không test, chưa test mọi người. Rồi đây là cái đường kính để mình vô cái rang đó nha. 11.6 mili nè ha. Đó cái rang vô nè. Là mình sẽ có cái cần và mình vặn vô đây ha. Để mình phun nước, phun thuốc này kia. Rồi cái này mã 11 ha. À 150 nè.
hộp tiếp theo đây. Mũi khoan Japan nha, mũi khoan 4 mm, mũi khoan bê tông. Mũi khoan bê tông 4 ly nha, đầu 3 cạnh hợp kim. Mũi khoan made in Japan sản xuất. Đây. À, đây là bán về có 2 4 6 7 cái lưỡi ha, 7 mũi 300.000 à. 12 bán hết luôn. Rồi. Bán hết về sạn lần cho đã. Ai đúng vô mà xài cần xài mũi 3 ly là xài. Rồi hai cái cục này là cái cục chuyển nha mọi người. Mấy bác xài bên xài cái máy bắn vít á sẽ biết cái cục này ha. Nè, đầu mông 2 này ra đầu này như 3/4 nha mọi người. Mông 2 cái bằng 4 ha. Con này đầu chuyển mông 2 nè. Mông 2 cái máy bắn vít. Ra cái mũi bắn vít ha, mũi vít 6 ly 3, rất là tiện dụng luôn. Nè, ví dụ mình có xài cái máy bu lon. Máy bu lon mà đầu mông 2 á, gắn vô máy rồi gắn mũi vít vô xong. Đây. Đó. Ha, là sẽ vặn được vít luôn. Rồi, muốn vặn mấy cái đầu tẩu xe tải bự á, đầu bằng 4 không á, gắn vô máy bu lon, gắn đầu tẩu bằng 4 vô đây luôn. Là xài. Hai đầu, đầu này của Hitachi Japan ha, còn đầu này của Japan. FPC đây hiểu đó, đây bên luôn hai con bên đó, rất là cứng luôn nha, bao cứng luôn. Rồi mã số 13, một cặp 250.000. Rồi tiếp tục cái cây River nè mọi người. Đây về cây River này độc nè. Cái bên này hàng Nhật nha, hàng bãi Nhật á, mà nó bên trong mấy cái hộp nó rớt ra nha. Nó sản xuất là bên trong hộp và không có, nó chỉ in cái logo đây thôi, không có in cái hiệu ha. Hiệu nó là hiệu giấy và bên trong hộp nó rớt ra. Nè, thép xương đỉnh điện rất là dày. Sao nó đọc là nó có cái đầu đây, 24 đầu nó nằm ở đây hết rồi mọi người. Cứ đầu để bắt mũi River. Này. Mọi người muốn xài số mấy thì vặn nó qua thôi. Không cần phải vặn ra vặn vô hai ha. Nè. Vặn qua là xài. Mũi tên nó chỉ là mình đang xài số này nè. 4.8 ha. Rồi 4.0 nè. 3.2 nè. Rồi 2.4 đầy đủ ha. Cũng xài là bạn lại khép càng nó lại và bạn giờ ví dụ bắn thử cái con River nè. Con River này inox của Nhật ha, full inox, nó là cứng. Con này thì xài lỗ đây 3.2 ha, con này 3 ly 2. Đây. Đây, bấm không có phôi ha, cho nên nó là bấm hai cái, còn có phôi vô chừng bấm một cái mọi người. Đây nó ăn rất là chắc vô nha, răng nó hiện rõ lên cái cây về inox luôn nè. Độ mới còn rất là cao cây này nè. Đồ mới này, còn rất là mới. Mà đọc cái đầu này nó vặn nhanh ha. Xài nó chuyển qua chuyển lại nó nhanh. Không sợ bị rớt hoặc lạc cái đầu như mấy loại rời kia ha. Rồi mã 14 ha.
400.000. Rồi tiếp theo con rig duyệt tay. Con này hàng hiệu rig duyệt của Mỹ, made in USA nha. Còn mấy bác nào thích uống ống sắt ha, uống kẽm này kia, dứt nó về uống nha. Ống đồng cũng dứt luôn. Nó uống từ 8ml đến 18 nè. Ở đây nó ghi luôn rồi. Lên coi chính xác đây là nó mấy ly đó. Này là 8ml trở xuống luôn rồi. Đường kính cái ống này nè ha. À 8ml. Này. Đường kính nó uống được là 8ml trở xuống ha. Có nghĩa là kẽm sắt thép mấy cái ống đồng, ống sắt đồ. Đốt vô đây là có thể uống. Nó có ghi độ nè, 90 độ, 45 độ rồi nè ha. Nó uống rất là dễ. Đó. Này nó bằng thép hết trong ngực nè. Cái chi tiết này bằng thép rất là cứng luôn nha. Người ơi uống sắt cứng á. À, đây nó phần này nó rất là cứng nha. Rít rít của Mỹ mọi người biết cái độ cứng của nó rồi. Còn rít rít chuyên đồ cơ khí hạng nặng không á. Rồi, cây này rất đẹp luôn. Giá chỉ 450.000. Mã số 15. Nhanh tay còn cây này không? Chậm là nó mất rồi. Đây, kích thước nó nè. Rồi, cái ép. Đây là cái gì? Cái ép tỏi ha. Tỏi Made in Japan của Nhật. Nè, Made in Japan ha. Ép tỏi bằng nhôm luôn rồi. Nó bằng full, nó đúc bằng nhôm nè. Đây rất là mới luôn. Rồi bỏ cái tỏi vô ép. Đơn giản vậy thôi. Rất nhỏ gọn. Trong lòng bàn tay. Mã 16 ha, 200.000. Ồ 17, cái nhíp này hơi bị độc luôn rồi. Nó rất là to. Đây cái nhíp nó rất là to. Nó và nó có cả một cây hước hệ cm trên đây nha. Đây. 25 rồi gần 30 cm, 25 này 26 27 28 cm nè. Số chiều vạch nó là tới 28 cm, nó rất là hay. Bên đây đây 15 cm là cái hước nè. Rồi có hệ in tới 6 inch ở bên trong. Lưỡi nè, lưỡi đẹp, hước bằng thép, thép trắng. Đó. À, cái nhíp ha. Rất là ngộ, nó bự lắm mọi người. Nào. Chiều dài nó là 30 nha. Rồi. Bề ngang là 2.5 cm. Rồi cái nhíp này mã số 17 ha, 200.000. Rồi tiếp tục có cái cây cắt kẽm đâu rồi. Đây. Fitco Swissmade Thụy Sĩ. Fitco Swissmade Thụy Sĩ ha. Mát cắt 9 ly. Ghê vậy. Nè, mát mở ra được 90 ly ha. Nhưng mà cái lực để cắt 90 ly mọi người nghĩ nó sẽ cắt được nè, hết cán à, nên không có lực cao đâu, sẽ cắt được dây nhôm ha. Rồi muốn dây sắt à, đây nó có để mọi người một bên là cắt hạng nặng, một bên cắt nhẹ nè ha. Em đoán như vậy tại vì phân chia ra hai cái nè. Mát là 4 ly ha, nghĩa là cắt nặng là 4 ly ha, trở xuống, rồi cắt nhẹ là 90 ly đó. Em đã thử cộng kẽm chung cứng lắm, thì như tầm 4 ly cắt ok, đứt rồi. Rồi cái lưỡi nó còn
còn ok, nhưng mà nó bị tiếc một lỗi xíu là nó bị mẻ cái trên đây mọi người, mẻ cái cạnh trên mũi ha, cạnh này là nó rớt xuống và nó mẻ này. Độ cứng thì nó có cứng đó, nhưng mà nó sẽ rất là giòn nha mọi người, khi mà rớt nó sẽ mẻ cái cạnh nhỏ xíu trên đây nè ha, và nó không có ảnh hưởng nha mọi người. Mọi người cắt kẽm thì đút sát vô trong, ai thì cắt bên mười mũi luôn ha, dư sức không có bị ảnh hưởng nha mọi người. À, không bị ảnh hưởng. Ở đây có mấy cọng kẽm nè mọi người, ba ống kẽm ha, này kẽm bình thường, kẽm nhỏ nè, cắt thử được không ha, nhỏ xíu nè, quá nhẹ nhàng. À, quá nhẹ nhàng luôn. Rồi cổng này là nhôm ha, nhôm này khoảng 5 mm. À, nhẹ nhàng ha. À. Rồi cổng này là cái cổng B40 bình thường mình, hàng rào á. Hàng rào kẽm ha. Rồi, ok ha. Đó. Quá ok luôn, hàng của Swissmet Thụy Sĩ nha. Lưỡi nó là hợp kim thép, và bên dưới nó là bằng nhôm nha mọi người. Cái cán nó bằng nhôm đúc ha, nguyên cán. Chiều dài nó 33 cm. Rồi giá chỉ 500.000 mọi người. Mã số 18 ha. Ok, cắt kẽm. Rồi tiếp theo cái đèn này của Nhật ha. Cái đèn này là Japan, hiệu Japan, nhưng mà xài điện 12V nha mọi người, chú ý nha. Đèn này nó để treo lên chỗ làm việc xe máy này nha, xe máy này nha, treo lên. Nói chung hồi xưa á, họ xài cái đèn dây tóc và treo lên vậy ha. Mọi người đừng nhầm cái ổ này là cắm điện nhà điện 110 rồi nha, cắm vô là đi luôn cái bóng. Này là 12V ha. Ở đây để em thử cái điện 12V nè, cái bình nè. Rồi bóng đèn thì không cần phải âm dương gì hết ha, bấm vô là nó cháy thôi. Rất là sáng luôn nha. Đúng, điện 12V rất là sáng nè. Rồi, nó có nguyên cuộn dây luôn mọi người, dây dài lắm, cỡ chắc cỡ 2-3 mét. Rồi cái mã 19 ha, 200.000. Cái đuôi này mình thay được cho mọi người, nó y như cái bóng xe máy của mình, y như bóng đèn đuôi vậy. Rồi tiếp tục là cái này. Về cái hùng đựng đồ mọi người, cái hùng này rất là đẹp nha. Không phải là đẹp ngoại hình, nhưng mà cái chất nó là chất nha. Nè, nó là cái hùng của Mỹ ha. Mọi người xem cái tem đằng đồng nè, hiểu nè, Teletip gì đó, nó ở Chicago sản xuất ha, Utah, Chicago. Rồi tem đồng, khóa đồng, cái khóa nè, khóa made in USA luôn, cái bộ khóa của nó nè, made in USA, có mã số gì nữa nè.
cái quai này nó bọc da mà, nhưng mà nó theo thời gian và nó không còn được gọi là đẹp ha. Nhưng mà cái chất đây, bề ngoài cái chất nó là thép rồi. Thép khá là dày và nó không có bị mục ha. Mọi người nhìn vậy chứ nó không có bị mục. Đó. Không bị mục nha. Nó đen đen vậy. Cái chất màu vậy, cái này mọi người về muốn deco để trang trí rồi ha. Mọi người sơn lại cái màu như là xưa vậy đó, nó sẽ rất đẹp. Ở bên trong nè. À, không có mục mọi người. Nó chỉ là cái màu nó đen, nó nói chung là nó cũ theo thời gian chứ không có mục. Rất là cứng, thép dày. Nặng, cái hộp nhỏ mà nó nặng đó. Cầm nghe nặng tay. Đây, móc khóa nè. À, cái bản lề. Bản lề của nó gỡ ra được luôn nha mọi người. Ngồi lắm đó, nó gỡ ra vậy nè ha. Bản lề nó không phải là nó dính đâu nè. Nó hai cái cốt nó gỡ ra vậy đó. Gắn vô gắn. Đó. Kích thước là 22 ha. Em nhân bề ngang là 18, nhân cho bề rộng là 12.5. Bề cao 12.5, ngang dài 22. Bề rộng là 18. Rồi cái hộp này mã số 20 nha. 500.000. Rồi nay về cho bác nào cái cây chụp hình nè, bữa đó. Bữa mua mà hết skill ha, skill của Nhật U9000. Cái dòng chân này nè, dòng chân nhôm ha, khá là nhẹ. Đây đây, cái con này nó xếp gọn lại là nó chiều dài khi xếp gọn nó là khoảng 58 cm. Rồi cái này mọi người sẽ thấy nó có một cái con gọi là cái livo nước nha, để cân cân bằng cái nó đứng á, đứng cho nó cân bằng. Đây đầu này rất là êm nha, đầu này quay thoải mái êm và tự do. Đó. Quay phim nha mọi người ha, quay phim chụp hình cũng được á, chụp hình nè, chụp hình là cần góc đứng nó cũng chụp được nè ha. Nghe chưa? Rồi đây là cái đầu lấy để lấy máy ra nhanh ha. Nè, cái chân chim gắn máy quay phim nữa nè, chụp hình cũng ok luôn, chung máy nào cũng được, điện thoại gắn cũng được. Điện thoại mọi người phải mua thêm cái món cái gắt kẹp điện thoại, nó 15-20 ngàn thôi, nó ngoài đường nó bán hoặc là trong tiệm điện thoại ha. Rồi về là gắn vô đây là gắn được điện thoại nha. Rồi. Ở đây cái chân nó có thể quay lên nha mọi người nè. Xem quay lên. Đó. Rồi, quay rất là cao luôn. À, nó đã quay lên được một đập ấy ha, và nó dưới đây còn hai đốt nữa nha nè. Rồi cái chân này để em đo là nó khoảng 1m6 nha mọi người. Đây kéo dài ra hết nó như vậy nè. Chân nó đó. Chân này là 3 đốt. Là 1 2 3 nè ha. 3 đốt mà nó nhờ có một cái phần này nè nên nó rất là cao. Cao 1m6 là hột dạng khá cao rồi đó. Ngang tầm mắt mình luôn. Rồi cái con này mã là 21 nha mọi người ha. 800.000. Con này full nhôm luôn á, nhôm và nhựa nên rất là nhẹ.
Rồi em kết thúc video ở đây nha mọi người. Cảm ơn mọi người đã theo dõi ủng hộ ha. Hẹn gặp lại trong video tiếp theo.